chương trình này được bảo trợ bởi jean và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours tám Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt đền bù thỏa đáng 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian bảy một bốn Trở lại với cà phê sáng ngày hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị tường trình liên quan đến uh, một cái vụ nổ súng từ một người đang uh, đưa trình luận án tiến sĩ một người gốc hoa giết một ông giáo sư cũng gốc hoa luôn ở North Carolina Chapel Hill Ông đang có loan tin này không? Uh, anh này là hôm nay thì biết rõ thêm chi tiết được tin cập nhật mới 24 tiếng thôi à, uh, Key Key hình như là tần thì phải Tylee Key Đây là hình ảnh của cái Người uh, sinh viên tốt nghiệp Ở Mỹ này có trường hợp Khi quý vị mà uh, Đã tốt nghiệp cử nhân Mà quý vị tiếp tục học lên thạc sĩ Thì họ sẽ gọi quý vị là Graduated uh, Student Tức là tốt nghiệp rồi mà vẫn tiếp tục đi học uh, Còn undergraduate là những người học bằng uh, Cử nhân Anh chàng này có cử nhân rồi uh, Rồi uh, từ trường Đại học Vũ Hán ở Trung tâm xảy ra cái đại dịch Covid-19 Nhưng mà sau đó thì anh được sang Mỹ à, Hoa Kỳ nhận cho anh học để mà trình luận án tiến sĩ Về cái ngành gọi là Apply Physics Thưa quý vị cái ngành vật lý áp dụng đó à, Có nghĩa là có hai ngành Một bên là Physics tức là chỉ là lý thuyết thôi Thì cái người lý thuyết đó sẽ đưa ra cái chi tiết Để cho cái người kỹ sư Apply Physics Đi vào chi tiết hơn. Thí dụ xây một cái cột nhà. Thì cái cột nhà đó anh này sẽ xem cái cột nhà đó chịu được, được cái sức nặng bao nhiêu. Thì cái Apply Physics là như thế. Rồi cái người Physics sẽ đưa ra những cái thuyết. Thì anh chàng đang học cái ngành đó. Mà cái ngành này đó nó nghiên cứu rất là xa. Ở trường đại học North Carolina cũng nổi tiếng lắm. Thì đến ngày hôm nay. Thì trước đó chúng tôi nghe cái những cái vụ mà giết sinh viên, giết giáo sư đó. Thường thường là đến do những cái chuyện mà mâu thuẫn cá nhân, quyền lợi tiền bạc tình ái thì một trong những giả thuyết mà người ta đưa ra đó là do sự mâu thuẫn ở bên trong phòng lab. Bởi vì họ học phòng thí nghiệm, họ đưa ra một cái giải pháp về số học toán, rồi anh này phải tính toán làm thế nào để tạo ra được cái thành phẩm. Cho nên apply physics là như thế nhưng mà trong cái tiến trình mà trình luận án á, thì đưa ra đó thì có thể là nó hụt hặc là anh thấy rằng cái luận án của anh đưa ra đó thì ông thầy có vẻ như chê bai sinh viên khác trong đó có những cô nữ à, nữ sinh viên thì lại được chấp nhận đơn giản là như thế và đó là lý do anh này đã lên trên mạng twitter trước khi giết cái người giáo sư này đã than phiền nhưng mà những cái lời viết của anh chúng tôi đọc vào sáng nay đó nó lăng nhăng lắm và cho thấy những cái lời viết mà chỉ trích đó cho thấy rằng người này có cái tình trạng tâm thần bởi vì ừ. anh viết đó, không đâu vào đâu hết nó thành câu nhưng mà cái nội dung thì ông nói bâng qua. rồi nói lên về tình trạng kỳ thị ở mỹ này rồi nói lên cái tình trạng ủa tại sao cái người giáo sư này mất thì giờ để nói chuyện với mấy cô sinh viên chuyện tầm phào đại khoái đó. Thì anh ngồi anh làm việc thì có thể là mấy cô sinh viên nói chuyện về cái gì đó ừ. Không dính dáng đến cái chuyện học của anh đó Thì anh bực mình, anh lên trên mạng Twitter Lúc đó là Twitter nhưng bây giờ là X Thì anh mới viết những cái than phiền đó Thì rõ ràng um, cảnh sát ngày hôm nay mặc dù họ nói uh, chưa biết được động lực Nhưng mà những người sinh viên trong trường North Carolina này đó Họ mới viết lên và họ nói rằng đây là những than phiền Và rõ ràng đã có những cái hộp hạc và có thể anh này không thích cái người giáo sư mà cái người giáo sư đó rất cần cho cái bằng tiến sĩ của anh bởi vì khi quý vị học lên tiến sĩ đó quý vị phải có một người giáo sư khác cùng nghề thí dụ như anh này học về vật lý thì phải có một giáo sư vật lý kèm anh tất cả những gì anh muốn anh phải thông qua cái vị giáo sư đó thì cái người giáo sư đó tên giang cũng giỏi lắm À, trưởng khoa à, nghiên cứu của trường đại học à, dưới ông nó có nhiều sinh viên khác cũng muốn theo ngành à, vật lý và học tiến sĩ nữa thì đó là cái chuyện hụt hạt điều đáng tiếc là từ cái chuyện tâm thần chúng tôi nghĩ là như thế cho nên à, à, rồi thấy cái đời sống của mình ở Mỹ rồi có thể đó có thể bị những người họ, sinh viên da trắng khác kỳ thị à, khi biết anh đến từ Vũ Hán vân vân thì nhiều cái vấn đề đó, nó xảy đến lắm nó cộng lại và cuối cùng nó mang xuống vào bánh chết ông giáo sư trong trường luôn, tội nghiệp. Wow. Và à. mà nhiều người trong đó là người theo học từ Trung Quốc. À, thưa quý vị, à, lại thêm một cái nghiên cứu nữa, à, người ta nghiên cứu về cái chuyện là tại sao nhiều người đi làm việc đó, à, nhất là từ sau đại dịch rồi người ta được làm việc ở nhà, thì người ta không có thích cái chuyện mà trở lại. Cái hãng xưởng à, hãng xưởng thì rồi đã lại văn ừ. phòng để đi làm với lý do đó là cái tiền mà chi phí cho cái việc đi làm á, chỉ chi phí cho cái chuyện từ nhà đến chỗ làm trừ chỗ làm về nhà thôi nó tốn rất là nhiều mà trong đó California cũng là một trong những tiểu bang mà tốn kém nhiều nhất đứng đầu hết vẫn là San Francisco. Người ta wow. tính á, cái chi phí đó thôi nha, tức là chỉ là đi làm thôi. Quý vị lái xe đi hoặc là mình đi bằng một cái phương tiện công cộng hoặc là tất cả cái gì đó ừ. thì trung bình cho một người ở San Francisco là tốn 12.650 đô cái la gì? một năm. Tốn cái tiền đó thôi, chưa cái nói tiền, là tiền bảo hiểm cái nha. Tiền lái xe đi tới đi lui hả? À? Dạ đi tới đi lui giờ giấc họ tính. Cái đó phải tính luôn cái tiền bảo hiểm xe luôn chứ? ở ờ, ở đây á, là mỗi một ngày họ chỉ nói là chi phí đi tới đi lùi thôi nha, chi phí đi tới đi lùi để đi, đi làm thì một ngày trung bình cho một người ở San Francisco là họ tính ra là khoảng hơn 48 đồng. Hơn 48 Chế đồng xa. cho một ngày. Bởi vì họ tính á, cái những người, người đó đó đã họ tính đã tính cái mức lương á là gần 104.000 một năm. Lương nghèo. Lương à. <laughs> lương nghèo đúng, yeah. lương này là vẫn là bị coi là uh, thu nhập thấp. Yeah. Uh, cái lương trung bình như vậy mỗi người này đã làm một giờ là khoảng 50 đồng khoảng 50 đồng đó à, rồi như vậy á thì cái chi phí mà họ gọi cái này là giống như cái thời gian mà đi họ mất cho khoảng một tuần lễ mà đi tới đi lui không đó thì tính ra cái cost của mỗi một ngày chỉ chi phí này thôi là khoảng 48 đồng mấy cho nên nó nhiều vô cùng. Cái đề rồi đề này, cái này đi đi làm thôi chứ không phải là đi chơi hoặc là đi no, vòng, đi vòng. làm thôi nha. Họ tính đi làm Còn thôi. chuyện lập vợ. Rồi ví dụ oh, như yeah. là ở Fredman cũng nhiều, Hổng là khiếp. cũng tính tốn ra khoảng 12 000 hơn 12 000 đô la Để cho một năm. Rồi. À, gần nhất ở cái vùng mình sống ở đây là Hinton Town Beach cũng nằm trong số 10 Ủa? cái nơi, 10 cái thành phố mà tốn kém nhất nữa. và là người ta cũng phải tốn khoảng 9 ngàn rưỡi khoảng 9, 400 mấy chục đô la cho một năm. Họ tính là họ tính cái đoạn đường đi nó dài nè. Quý vị có phải phải tốn ví dụ như khu vực Los Angeles nè, là họ tính như vậy đó là một ngày á người ta phải tốn ít nhất làm cho cái round trip đi làm trở về nhà. Đó là khoảng 1 tiếng 20 phút cho mỗi ngày là tính trong đó có kẹt xe, có phải dừng lại chờ vân vân, thì mất ở đây yeah, mất thời giờ nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đó Ngọc Lan, ừ. thực sự tôi nghĩ trong thâm tâm của tôi đó ừ. nó bao gồm luôn tiền bảo hiểm xe nữa. Nếu như người đó sử dụng xe, nhưng mà trong này họ nói luôn cả phương tiện di chuyển công yeah, cộng. Họ chỉ đó. nói là bao gồm các chi phí sinh hoạt, thời lượng đi lại trên chiếc xe, rồi ừ. những cái khu vực họ đi, họ chỉ nói là đi một lại, tiếng mà đi mình về đi mất là mình mất năm triệu đồng rồi mình phải tính Đúng luôn thôi. cái tiền lương bởi yeah. vì quý vị nói rằng tôi đi làm thì khi quý vị bước ra khỏi cửa để đến sở làm có người phải mất một tiếng đồng hồ mới tới sở làm được ừ. một tiếng đồng hồ đó coi như họ đi làm mà lẽ ra cuối cùng thì họ phải tính vào trong cái lương của họ luôn tức là tôi mỗi mỗi một tháng tôi lãnh được bao nhiêu thì một tiếng đồng hồ đó tôi đã phải chi phí ra Đúng, 50 à, mấy đồng. Đúng như vậy, ví dụ như đúng là ở đồng. đây họ tính xếp trong 25 cái nơi mà cao nhất có ừ. Palmdale ở California. Palmdale. Trong khi cái mức lương trung bình á, mức lương trung bình họ tính chưa đến 50.000 đô la một năm, chưa đến năm cái tiền mà giờ đó là khoảng 23 đô la, 23.6, nhưng mà cái chi phí đó cũng đã hơn 7.000 mấy Lái rồi. Lái xe xa lắm, yeah. mặc dù là Palmdale cái khu sa mạc ở phía đông của Los Angeles đó quý vị chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi